chết mẹ thằng đấy rồi. Ơ bị đơ rồi các bạn ơi, đi cơ mẹ à! One hour later. Reborn hay là bắn tiếp? Bắn chết mẹ em, điên à? Reborn, bắn public của khái niệm reborn á, đéo. Thôi má mày. Bố mình giật mình. Ủa cái điện vẹ mày tự nhiên nó thay đổi quỹ đạo. Úi ôi. Đi coi, tí chết tên là đi ra sợ quá. X6 này, bắn X6. Quá chả nhìn thấy bùa gì mẹ, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng. Top 1 rồi các bạn ơi, điệt khổ ạ.
vừa thấy cái gì lóe ở đây. Cái đầu buổi ui đi cơ mẹ mày, có thằng có xe ấy kìa. Kệ mẹ nó, đít cơ mẹ mày, thằng này lô cốt vãi lồn thề, đéo bắn được nó đâu. Đít cơ ạ. Đéo biết làm gì thằng ấy luôn ấy. Ô chết mẹ thằng ghế rồi. Ơ bị đơ rồi các bạn ơi, đi cơ mẹ á. Cái tên cơ
anh Chip ơi. Tôi một rồi anh ơi. Đéo đi cô mẹ. Vãi lưng này anh không đi sửa máy à? Anh sửa máy.